Ngoài giảng sanh chuyện Đình độ thánh hiền lục Và bút ký của cổ nhân ra Trong một đời này Chúng tôi đã thật sự thấy chuyện này Người đứng giảng sanh Ngồi giảng sanh Đều là biết trước lúc mất à, thế, là là lâm chung chẳng ngã bệnh ra đi tự tại và tiêu sái dường ấy à, là... chẳng phải là lừa người họ là hạng nhất trong những người học phật